ngay ban đầu thể hiện hết lòng với cái bụng đói. Anh em đồng lòng không hoa trang rõ thường chút sản phẩm đặt hết tâm huyết. Một năm trôi qua thất bại ta có nhau nữa. Ổ bánh mì quay lén bối cảnh cà phê vỉa hè có chuyện gì có đâu. Rồi rồi kinh tế là mình đáng lòng. Có lúc suy nghĩ hay mình buông tay. Một tương lai đẹp với màu trắng học. Đồng tiền chi phối là mình lung lay. Nhưng rồi một vài lời nói động viên tụi anh cứ việc hết mình cống hiến. Còn chuyện ủng hộ để tụi em lo cho lửa lại cháy anh em mình tóc biến. Cảm ơn mọi người vì đã đến đây để truyền cho Pháp có thêm động lực. Cảm ơn những lúc tưởng như gục ngã, những lời khen ngợi Pháp trân trọng nhất. 1, 2, 3, 4 năm chưa subscribe và nút bạc vàng về đến tay Pháp. Nút kim cương này 10 triệu con người giơ tay và lá thư lên tên Pháp. Let's go. Giơ tay là tên Pháp. Giơ tay là tên Pháp. Giơ tay là tên Pháp vì nơi này tụ hội những thằng điên. Giơ tay là tên Pháp. Giơ tay là tên Pháp. Giơ tay là tên Pháp vì Pháp có hơn 10 triệu thành viên. Let's go. Nếu không có người hâm mộ cho một cái tên, sẽ ra sao nếu không đứng vững kỷ niệm đã sao phải quên? Sẽ ra sao nếu không có tô cơm nguội 7 giờ mỗi đêm? Và sẽ ra sao nếu anh em không đồng lòng cho cái tên này nổi lên? Và đây là Trần Đức Viễn, là anh đạo diễn trẻ của chúng ta. Bên này là Vinh Râu Ngáo Áo Bà Ba Đỏ Phá Làng. Nó phải tránh sao Quỳnh Phương mặt căng nhưng đầy tình thương, rất lãng mạn trong chuyện tình trường. Rimi Sachi cô bạn xinh đẹp nhưng vẫn còn ế, chuyện này bất bình thường. Ai lo từ trên xuống dưới lớp 7 âm việc cho Pháp TV tung hoành. Người kiếm khách hàng bình ổn kinh tế, anh tài như hổ để mọc thêm cánh. 80 con người coi nhau như anh em, sống với nhau bằng tình nghĩa, cùng nhau phát triển từ con số 0 đến 10 triệu sub. Đáng kia ta còn chia. Cảm ơn mọi người vì ở đây chưa cho Pháp thêm động lực. Cảm ơn những lúc gục ngã, những lời khen ngợi Pháp trân trọng nhất. 1, 2, 3, 4, 5 triệu subscriber, nút bạc vàng về tay Pháp, nút kim cương đã ở đây. Giơ tay là tổ tân Pháp. Giơ tay là tổ tân Pháp. Giơ tay là tổ tân Pháp vì Pháp có hơn 10 triệu thành viên. Let's go.